Nếu có những tháng ngày nào buồn và bơ vơ, lạc lõng nhất, thì với Thanh Tâm, em nhỏ học lớp 3, mang thân hình nhỏ xíu đến tội nghiệp này, chính là những ngày phải xa mẹ, ngay sau vụ tai nạn đã cướp đi cha em. Tâm và chị còn lại trong căn nhà tình thương, chới với và ngơ ngác. Con vẫn lủi thủi một mình. Khi hai chị em học khác buổi, giữa bao nỗi đau buồn mà ở tuổi con còn chưa thể cảm nhận được hết những mất mát đến tận cùng. Tâm nhớ những ngày ít ỏi được bên mẹ, dẫu mẹ bệnh, mẹ buồn. Những ngày mà các con tưởng như sắp mất đi cả mẹ, với lần cấp cứu ngay trong đám tang của ba. Mẹ con đã vượt qua nỗi đau ấy, gượng dậy để bên các con. Gượng dậy với căn bệnh tim không thể mổ vì máu loãng. Gượng dậy uống thuốc cầm cự. Và gượng dậy để còn đi làm, lo cho hai đứa con nhỏ bơ vơ. Thế nhưng chẳng có cách nào khác, ngay trong những ngày tháng đau buồn ấy, mẹ con đành phải kìm lòng để các con lại nương tựa vào nhau. Công việc hàng ngày của chị ở đây là nhặt rau cho quán, nhưng những cơn khó thở thường làm khó sự cố gắng và nỗ lực của chị. Một người mẹ mang căn bệnh tim vẫn đang cố gắng trong từng cơn thở khó nhọc nhất. Hai em nhỏ vẫn đang được đến trường, nhưng nhiều tháng qua, dẫu đã cố gắng biết bao nhiêu, số tiền đóng cho các con đi học vẫn là nhờ cô giáo và nhà trường thương. Những hy vọng của mẹ mong manh theo từng cơn đau tức. Những hy vọng cho con mong sẽ neo chặt nơi điểm tựa của ân tình.